cô Thùy xin chào tất cả các con. Sẽ vào học lớp 1 thì các con có nhớ các cô, nhớ các bạn, nhớ trường mầm non Yên Tĩnh không nào? Có ạ. Để thể hiện tình cảm của mình đối với trường mầm non thì cô mời tất cả các bạn hát thật hay, múa thật đẹp với bài Cháu vẫn nhớ trường mầm non của cô nào? Đó là trường tiểu học Yên Tĩnh. Cô tin chắc rằng khi bước vào ở một ngôi trường mới thì các con sẽ có nhiều bỡ ngỡ và lạ lẫm. Vì thế, các cô ở trường mầm non đã chuẩn bị cho các con được tìm hiểu các hoạt động của các anh chị ở trường tiểu học. Bây giờ cô Hoa mời các con cùng đi theo cô, chúng mình đi cùng đi tìm hiểu hoạt động của các anh chị ở trường tiểu học nào. Con có rất là nhiều các bộ môn khác nhau đều và được gọi chung.
Con ơi, dạ. Cô con nói chúng đi học chữ số chưa nào? Rồi. Chúng ta được học chữ số từ số 1 đến số 10 đúng không nào? Bây giờ cô Hóa sẽ chỉ và các bạn sẽ đọc chính xác chữ số nhé. Với môn khuôn viên trường tiểu học và bây giờ cô cháu mình sẽ cùng tìm hiểu về khuôn viên trường tiểu học nhé. Đầu tiên là cánh cổng mang tên trường tiểu học Yên Tĩnh và cánh cổng được xí rất kiên cố và chắc chắn. Ở hai bên cổng là câu thuật ngữ tiến học lễ hầu học văn mà hẹn nhủ để chúng ta là chúng ta đầu tiên chúng ta phải kiểm gì phép kiểm gì tôi sẽ trồng vào và sau khi đã kiểm gì phép thì chúng ta sẽ học được cách phép tắc ứng xử và bắt đợi.
Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu học kiến thức và để chia sẻ bài học với bạn bè. Và ở hai bên được xây cổng xung quanh trường rất kiên cố để đảm bảo an toàn cho các bạn học sinh đấy. Và bây giờ cô cháu mình hãy đi vào bên trong nhé. Mình cùng đi vào bên trong nào. Chúng mình nghe nhé. Rồi chúng mình quay lại chút rồi. Các bạn ơi, bây giờ các bạn hãy nhìn xung quanh xem trong khuôn viên trường tiểu học có những gì và có giống ở trường mầm non không nhé. Có gì đấy các bạn? Khuôn viên của trường có hoa. Và xung quanh trường thì có gì nào? Xung quanh trường có cây. Và bên tay trái của Thuy, cô Thuy có gì đấy? Ở bên tay phải của cô Thuy có gì đấy? Cả cô thấy. Và ở phía giữa sân trường là gì các bạn? Trường. Và có gì? Có cô Thuy. Các bạn ơi, rồi cô Thuy thì các bạn đã phát hiện ra công viên của trường tiểu học rất là giỏi rồi đấy. Và các bạn hãy cùng lại với cô Thuy nào. Các bạn ơi, khi đi vào ở trong trường đầu tiên thì chúng mình sẽ thấy hai vườn hoa ở hai bên đường đi vào với nhiều loài hoa có màu sắc rực rỡ đang đua nhau khoe sắc. Và ở phía bên tay trái của cô Thuy là sân bóng để phục vụ cho môn học thể dục đấy. Và sân bóng dành cho các bạn yêu thích thể thao, yêu thích đá bóng. Và ở đây thì các bạn sẽ được rèn luyện sức khỏe. Và sau những giờ học văn học thì các bạn học sinh sẽ được giải lao và chơi những đồ chơi ở sân. Các bạn hãy nhìn sang ở giữa sân trường có gì đấy các bạn? Có xích đu. Và đồ chơi gì nữa? Cầu trượt. Và rồi sau những giờ học văn học thì các bạn học sinh sẽ được giải lao và chơi những đồ chơi ở giữa sân trường như xích đu, cầu trượt. Và chúng mình có thể ngồi với nhau để cùng đọc sách ngồi ghế đá ở giữa sân trường. Và chúng mình hãy nhớ nhé, khi chúng mình ra sân chơi chúng mình không được xô đẩy nhau mà chúng mình hãy chơi cùng nhau. Các bạn có đồng ý không nào? Và các bạn hãy xem ở giữa sân trường là cột cờ cao cao, lá cờ tổ quốc màu đỏ sao vàng đang tung bay phấp phới giữa bầu trời. Và vào mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần thì sẽ diễn ra lễ trao cờ trang nghiêm và để tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đấy. Và bây giờ cô cháu mình sẽ cùng thử làm lễ trao cờ nhé. Nào các bạn xếp hàng nào. Nghiêm chỉnh đốn trang phục để làm lễ trao cờ. Chỉnh đốn xong. Quan sát xem đây là tòa nhà 2 tầng
đây cũng là ngôi nhà thứ hai của các bạn học sinh, và ngôi nhà thứ hai này sẽ gắn bó với chúng mình 5 năm, từ lớp 1 đến lớp 5 đấy. Và các bạn hãy nhìn xem, ở bên hành lang, hai bên hành lang tầng 1 có cả hai bên là vườn hoa rất xanh tươi, và đi vào sẽ là các lớp học. Bên tay trái của cô Thuy là lớp gì các bạn? Lớp 1. Bên tay phải của cô Thuy là lớp gì? Lớp 2. Rồi đi đến cầu thang sẽ là thứ tư, từ lớp lớp 3, lớp 4, lớp 5. Giỏi quá. Và ở mỗi lớp học thì sẽ có một cửa chính và hai cửa sổ để có ánh sáng tự nhiên và không khí thoải mái cho các học sinh học bài đấy. Và ở trong cửa thì ở phía dưới sẽ được sắp xếp là các bàn ghế của các bạn học sinh, và ở phía trên sẽ là bục giảng dành cho các thầy cô để giảng bài cho các bạn học sinh, và có bàn ghế của thầy cô giáo đấy các bạn ạ. Và ở phía sau lượng học là có hai cây xanh cao to để tỏa bóng mát cho buổi tập qua sân trường đấy các bạn ơi. Vừa về thì cô giáo mình đã được tìm hiểu và quan sát khuôn viên trường gì? Trường tiểu học đấy các bạn ạ. Các bạn hãy cùng nói lại nhé. Trường tiểu học. Vậy thì các bạn có muốn đến học trường tiểu học không nào? Vậy thì cô Thuy hỏi nhé, để đến học trường tiểu học thì chúng mình phải như thế nào? Đúng rồi. Để được đến học trường tiểu học thì chúng mình phải chăm lo học giỏi, nghe lời ông bà bố mẹ và nghe lời thầy cô giáo. Chúng mình đã có đồng ý không nào? Một năm học vừa qua, các bạn học ở ngoài trường mầm non yên tĩnh với biết bao kỷ niệm. Chắc hẳn là bây giờ sắp đến giờ phút chia tay rồi, bạn nào cũng sẽ rất buồn và sẽ rất nhớ các bạn, nhớ mãi trường mầm non yên tĩnh đúng không nào? Các cô cũng sẽ rất nhớ các con nhỏ 5 tuổi đấy. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng hát vang bài hát tạm biệt búp bê để tạm biệt các bạn và tạm biệt trường mầm non nhé. Có một kỳ nghỉ hè thật bổ ích và an toàn. Chúc các bạn nhỏ đến một môi trường mới thật chăm ngoan học giỏi. Xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt.